Hello, xin chào quý vị đậu hũ đã quay trở lại với phần gì đẹp. Ở cái video hôm nay thì mình sẽ nói về cái EVM ở trong blockchain, cái mà mọi người thường hay nghe nói tới. Vậy thì cái EVM này là gì? Thì EVM là viết tắt của từ Ethereum Virtual Machine, nghĩa là một cái máy ảo Ethereum. Thì nếu như bạn nào đã từng có kinh nghiệm về code về Java thì các bạn sẽ biết là trong Java nó có một cái khái niệm gọi là có một cái gọi là JVM, là Java Virtual Machine. Thì khi mà cái ngôn ngữ, một cái file Java, một cái đoạn code bằng Java các bạn viết ra bằng cái ngôn ngữ Java, ngôn ngữ cấp cao, thì nó sẽ đi qua cái JVM này đó, để nó được biên dịch thành cái bytecode. Từ cái bytecode được sẽ được chuyển hóa thành cái mã máy và nó có thể thực thi ở trên bất kể một cái hệ điều hành nào mà có thể chạy được cái JVM đó. Nó giống như một cái máy ảo, ví dụ như bạn có thể chạy Windows, Mac OS, Linux gì đó, chỉ cần các bạn có thể cài được cái JVM thì nó sẽ hỗ trợ các bạn cái việc là compile từ cái file Java, file code.java qua được cái bytecode và nó có thể chạy được, thực thi được. Thì cái Ethereum Virtual Machine này cũng vậy, nó cũng là một cái máy ảo Ethereum, có nhiệm vụ là gì? Chuyển đổi từ cái code smart contract của mình. Code smart contract thì được viết bằng cái ngôn ngữ là Solidity, cũng là một dạng ngôn ngữ cấp cao, nó tương tự như Java vậy đó. Từ cái code này nó sẽ được chuyển hóa, được cái thằng EVM này chuyển hóa thành bytecode, và nó được rồi nó sẽ thực thi những cái lệnh, những cái code đó sẽ, những cái lệnh code đó sẽ được thực thi ở trên cái Ethereum blockchain thông qua cái Ethereum node này. Thì trong những cái node này nó sẽ có cái EVM để làm nhiệm vụ là gì, nó khi mà mình compile những cái smart contract thì cái node nó sẽ compile ra bytecode và nó sẽ thực thi, đồng thời là nó sẽ thông báo cho tất cả những cái node trên cái blockchain. Thì cái khái niệm nó cũng rất là đơn giản, nó tương tự như thằng JVM của Java thôi, nhiệm vụ nó tương tự như nhau ha. Nó là code có trong những cái nằm trong những cái Ethereum node đó. Rồi thì những chain mà sử dụng cái công nghệ EVM này thì nó bắt buộc, đầu tiên là mình phải nói tới là thằng Ethereum rồi, nó là thằng khai sinh ra ha. Thì sau đó là mình có những cái chain phổ biến khác cũng sử dụng tương tự, là BNB Smart Chain, Avalanche, Polygon, Chronos, Phantom, Arbitrum, rồi và còn nhiều những cái chain khác nữa, những cái con layer 2 của Ethereum giống như là Optimus hoặc là nhiều những cái con khác tương tự như vậy. Thì tất cả những cái chain mà nó sử dụng EVM này thì đều có thể code bằng code smart contract bằng cái ngôn ngữ Solidity, và nó đều tương thích, nghĩa là cái Solidity đó nó đều chạy được, compile được. Đó có nghĩa là một cái smart contract chạy được trên Ethereum thì chắc chắn smart contract đó nó cũng sẽ chạy được trên BNB chain. Đó, nó tương ứng với nhau, nó là như vậy ha. Rồi, giờ mình sẽ giải thích ngắn gọn về cái EVM vậy thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau.